Chào mừng tất cả quý khách hàng. Tháng 9 năm 2023, một lô xe mới, không chỉ những chiếc Toyota Land Cruiser LC300 mà ngay cả những chiếc Toyota Prado cũng đang sẵn xe. Cả một cái lô xe mới chúng tôi đang sẵn xe đủ màu để giao ngay và luôn cho anh chị. Toyota Land Cruiser LC300 hay Toyota Prado nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, rất tuyệt vời luôn. Đây là một chiếc Prado này. Tháng 9 năm 2023, Prado sẵn xe đủ màu để giao luôn. Hay Land Cruiser ngay từ phần phía đuôi xe đây, cực kỳ là khỏe khoắn, thể thao, cực kỳ là khỏe khoắn thể thao. Bởi thế chúng ta ngắm nhanh cái lô xe mới này, sau đó chúng ta sẽ chia sẻ nhanh đến phần giá bán, tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Toyota Land Cruiser LC300, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe trang bị khối động cơ 3.5 turbo tăng áp, dẫn động hai cầu toàn thời gian, hộp số lên đến 10 cấp, an toàn lên đến 10 túi khí, rất tuyệt vời luôn. Vậy thì Land Cruiser ở trong tháng 9 năm 2023, lô xe mới này của chúng tôi chỉ có giá niêm yết là 4 tỷ 286 triệu đồng. Trong khi đó với màu trắng ngọc trai thì Land Cruiser sẽ có mức giá niêm yết là 4 tỷ 297 triệu đồng. Vậy là sẽ hơn nhau 11 triệu đồng đúng không ạ? Trong khi đó người em Prado 2.7 máy xăng dẫn động hai cầu toàn thời gian có mức giá niêm yết là 2 tỷ 628 triệu đồng. Với màu trắng ngọc trai thì Prado sẽ có mức giá niêm yết là 2 tỷ 639 triệu đồng. Cả một cái lô xe mới này của chúng tôi đang sẵn xe giao sớm cho anh chị, giao ngay trong tháng 9 năm 2023 cùng với cái giá cực tốt luôn, rất tuyệt vời luôn ạ. Xe nhập Nhật nguyên chiếc. Đây Prado đây. Chúng ta sẽ đến ngắm rất nhanh thôi. Một chiếc Land Cruiser rồi, một chiếc Prado. Prado ở thế hệ hoàn toàn mới đây. Phanh tự động, cảnh báo lệch làn, chìa khóa thông minh. Land Cruiser Prado la răng 19 inch, cảnh báo điểm mù ở trên gương, rất tuyệt vời. Phần đuôi sau cũng vậy, hay là giá nóc ở trên cao. Giá nóc ở trên cao thì tích hợp là theo xe luôn. Đó, phần đuôi xe trông rất khỏe khoắn, 2.7 VX. Đèn cột cao như thế này, bề thế đen bóng, cực kỳ là khỏe khoắn luôn. Toyota Land Cruiser hay Prado sẵn xe, giao sớm, giao luôn trong tháng 9 này cho anh chị nhá. Lúc nữa thì chúng ta sẽ đi review để ngắm cực kỳ là chi tiết chiếc Land Cruiser cũng như là chiếc Prado ở thế hệ mới này, rất tuyệt vời luôn. Đó chính là những cái chia sẻ nhanh trong tháng 9 này, để xem rằng là Prado hay là Land Cruiser giá sẽ tốt như thế nào, rất tuyệt vời là như thế nào. Chúng tôi thì sẽ hỗ trợ cả trả thẳng, cả trả góp. Chúng tôi là giao xe toàn quốc luôn anh chị nhá, giao tất cả các vùng miền luôn, rất tuyệt vời luôn. Bây giờ nào, chúng ta ngắm nhanh một chiếc Land Cruiser ở thế hệ mới, sau đó chúng ta sẽ sang ngay phần tổng kết. Xin mời anh chị. Giá lăn bánh của chiếc Toyota Land Cruiser LC300 ở thế hệ mới nhất sẽ là bao nhiêu tiền? Khi mà anh chị cũng biết là mức thuế của chiếc xe nhập khẩu hiện nay thì ở các tỉnh đang áp dụng là 10%, trong khi đó ở Hà Nội sẽ là 12%. Ngoài ra một số tỉnh thành khác thì ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ áp dụng mức thuế là 12%. Còn tiền biển số nào? Biển số ở một tỉnh thì đang áp dụng từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Nhưng Hồ Chí Minh và Hà Nội mức biển số sẽ là 20 triệu đồng. Vậy Toyota Land Cruiser ở thế hệ mới nhất có mức giá niêm yết là 4 tỷ 286 triệu đồng sẽ lăn bánh ở tỉnh, ở Hồ Chí Minh hay ở Hà Nội sẽ là bao nhiêu tiền? Trong clip mới nhất ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật, tìm hiểu chi tiết ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam nhập khẩu Toyota Land Cruiser nguyên chiếc từ Nhật Bản, xe trang bị khối động cơ 3.5 turbo tăng áp kết hợp với dẫn động hai cầu toàn thời gian và hộp số tự động lên đến 10 cấp. Vậy thì giá lăn bánh nào? Chúng ta sẽ chia sẻ nhanh về mức giá niêm yết, sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về mức giá lăn bánh theo từng vùng miền. Giá niêm yết của Land Cruiser ở thế hệ mới nhất sẽ là 4 tỷ 286 triệu đồng. Trong khi đó
màu trắng ngọc trai thì chúng ta sẽ có mức giá là 4 tỷ 297 triệu đồng. Vậy là sẽ cộng thêm 11 triệu đúng không ạ? Nào, ở một tỉnh mức thuế đang áp dụng là 10%, trong khi đó biển số sẽ từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy từng huyện hay thị trấn, thị xã hay là thành phố mà cấp huyện, cấp thành phố đúng không ạ? Mức giá niết 4 tỷ 286 triệu đồng. Land Cruiser sẽ lăn bánh ở một tỉnh là 4 tỷ 718 triệu đồng. Rất rẻ đúng không ạ? Trong khi đó nào, nếu anh chị nào yêu thích màu trắng ngọc trai thì ở một tỉnh mức thuế sẽ cộng thêm 11 triệu thôi, tiền màu trắng ngọc trai thôi ạ. Ở Hồ Chí Minh thì sao? Hồ Chí Minh mức giá niết cũng chỉ từ 4 tỷ 286 thì sẽ lăn bánh là 4 tỷ 738 triệu đồng. Vậy chỉ khác mới ở huyện, ở tỉnh là gì ạ? Chỉ có 20 triệu tiền biển số thôi ạ. Trong khi đó, ở Hà Nội thì ngoài 20 triệu tiền biển số thì chúng ta sẽ có mức thuế là 12%. Vậy Land Cruiser sẽ lăn bánh là 4 tỷ 823 triệu đồng. Đó chính là mức giá lăn bánh ở tỉnh, ở Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong khi đó các tỉnh thành khác mà áp dụng mức thuế là 12%, thì anh chị vui lòng là lấy cái mức lăn bánh ở Hà Nội, chúng ta chỉ trừ đi 20 triệu thôi ạ. Vì ở tỉnh thì mức thuế cho mức biển số sẽ chỉ từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Rất rẻ rồi. Vậy là lăn bánh của Land Cruiser cũng chỉ từ hơn 4 tỷ 7 đến hơn 4,8 tỷ lăn bánh theo quy định của nhà nước. Chúng tôi thì hiện nay đang có một lô xe mới về, sẵn hàng đủ màu để giao ngay cho anh chị, kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Và ưu đãi nhất của Land Cruiser đợt này đó chính là bảo hành lên đến 5 năm. Tuyệt vời đúng không ạ? Còn bây giờ nào, chúng ta sẽ đi ngắm nhìn tổng quan chiếc Land Cruiser ở thế hệ mới trước khi đi đến cái phần tổng kết cho từng vùng miền. Xin mời anh chị. Và trước mặt anh chị đó chính là chiếc Toyota Land Cruiser LC300 màu đen nhưng lại là nội thất đen. Rất tuyệt vời. Nào, đây là cái phần ni lông xe nhập khẩu nguyên chiếc mà chúng tôi vẫn còn đang dán ni lông ở đây. Còn bình thường lắp capo này sẽ đen hết luôn anh chị nhá. Nào, chúng ta thấy được rằng là thiết kế đầu tiên đó chính là ở cụm đèn. Cụm đèn của thế hệ mới sẽ là cụm đèn full LED với 3 bóng bi LED như thế này, cả chóa pha và chóa cốt, kết hợp đèn xin nhan tuần tự và giải đèn LED ban ngày. Thấy được là giải đèn LED ban ngày rất nổi bật. Nhưng chưa hết đâu ạ, chúng ta sẽ có hệ thống xin nhan tuần tự, rất tuyệt vời. Dần xuống dưới thì chúng ta sẽ có phần rửa đèn. Và xuống tiếp nữa thì chúng ta sẽ có đèn sương mù dạng LED. Chúng ta có đến 4 cảm biến góc trước, 4 cảm biến góc trước luôn. Nhưng chưa hết đâu ạ, ở phần logo này, mạ Meca, hệ thống Toyota Safety Sense sẽ được tích hợp ở đây. Dần xuống dưới thì chúng ta có hệ thống camera 360 độ và mặt ca lăng với những cái đường mạ chrome như thế này. Đây là chính là tổng quan thiết kế ở phần phía đầu xe của Land Cruiser LC300 ở thế hệ mới. Khoảng sáng gầm lớn, chiều dài, rộng, cao, lớn giúp cho xe di chuyển linh hoạt đa địa hình mà trông lại rất bề thế. Ở phía trên cùng, chúng ta có nẹp dọc nóc xe, cửa sổ trời, hệ thống Toyota City Sense, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, phanh khoảng cách và gì nữa nào, những cái đường gân dập nổi trên nắp capo. Vậy thì phần phía thân xe sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ di chuyển dần sang nào. Thân xe ở thế hệ mới thì Toyota có chia sẻ thêm, đây là tổng quan ở phần phía thân xe. Chúng ta có thể nhìn thấy sự nổi bật đúng không ạ? Thân xe chúng ta sẽ thấy ngay được chiếc la răng. La răng của Land Cruiser ở thế hệ mới sử dụng lốp đan lốp với cái thông số lốp là 265/55R20. Vậy là la răng lên đến 20 inch. Dạng đúc, chúng ta sẽ có cái nắp chụp ở đây nữa, logo Toyota. Lốp bản rộng giúp cho xe bám đường và cái la răng 20 inch, Văn Hội đánh giá nó sẽ rất cân nhá. Chúng ta có hệ thống đèn chào mừng, cụp gương tự động, hay cảnh báo điểm mù ở trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Và đặc biệt nhất là Land Cruiser khi lùi xe còn có hệ thống phanh khoảng cách. Không chỉ có phanh tự động tiền va chạm khoảng cách phía trước mà ngay cả phía sau. Chúng ta có phần cảm ứng vân tay, mở cửa. Kính sau sẽ được đúc tối màu. Anh máy quay nào, quay toàn bộ phần thân xe. Chúng ta cùng ngắm nhìn phần thân xe đây. Toàn bộ đây là phần phía thân xe của Toyota Land Cruiser LC300 màu đen, nội thất đen, phiên bản mới nhất hiện nay. Những cái đường trên kính này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là sẽ có những cái đường
ốp inox mạ chrome trông rất sang. Cụp gương tự động la răng to bản 7 chỗ ngồi. Tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ứng khi mở vào nội thất bên trong đây. Bây giờ chúng ta sẽ dần quay sang phần phía đuôi sau. Phía đuôi sau chúng ta sẽ thấy được điều tuyệt vời sẽ đến từ cái phần cốp điện. Land Cruiser ở thế hệ mới trang bị cốp điện và tính năng chống kẹt. Nó là điều tuyệt vời rồi, chắc chắn rồi, đúng không ạ? Điều khiển trực tiếp ở trên chìa khóa này, hay chúng ta điều khiển ở phía trước, hay điều khiển trực tiếp ở phần cốp. Đây là phần ghế. Phần ghế đây, ghế thì chúng ta có cái phần điều khiển điện. Anh mới quay hẳn vào đây, chúng ta sẽ quay được phần điều khiển điện đây nhá. 7 chỗ ngồi. Chúng ta sẽ cụp cả hai ghế lại. Ghế sẽ tự đổ cái phần đầu gối xuống để chúng ta thấy được sự rộng rãi. Trang bị đến tận 7 chỗ ngồi. Phần lốp sơ cua sẽ có cái phần nắp ở đây để chúng ta lấy lốp sơ cua ở dưới. Lốp sơ cua ở phía dưới đấy ạ. Hệ thống loa, trang bị cả hai cái loa ở phía sau này nữa. Rất tuyệt vời luôn. Đóng cốp lại, chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta có gì? Hệ thống đèn xin nhan này, đèn hậu LED này, logo Land Cruiser này, 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau, camera lùi ở phía sau. Chắc chắn rồi, sẽ là hệ thống camera 360 độ. Đèn phanh trên cao hay nẹp giống nóc xe. Chúng ta sẽ quay tổng quan một lần vòng quanh xe, sau đó chúng ta sẽ vào bên trong phần nội thất. Chúng ta đang chiêm ngưỡng chiếc Toyota Land Cruiser LC300 phiên bản mới nhất 2023, màu đen, phiên bản cao cấp mới nhất hiện nay, với la răng lên đến 20 inch, cũng như hệ thống camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương, cùng với đó nẹp dọc nóc xe được tích hợp theo xe luôn, đèn chào mừng hay như kính hậu đúc tối màu. Chúng ta sẽ thấy được xin nhan tuần tự. Cùng với đó hệ thống cảnh báo Toyota Safety Sense bao gồm tiền va chạm, phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường hay bám đuổi xe phía trước, thì Land Cruiser còn có thêm hệ thống phanh tự động khi lùi ở phía sau. Tiếp đến là khoảng sáng gầm cao, lớn. Mới thấy tiếp được nữa là hệ thống động cơ. Xe trang bị khối động cơ 3.5 turbo tăng áp kết hợp với hộp số tự động lên đến 10 cấp. Và gì nữa nào, hệ thống dẫn động hai cầu toàn thời gian, giúp cho xe di chuyển linh hoạt đa địa hình. Hệ thống camera 360 độ thì giúp cho xe tiến lùi vào những cái góc cua hẹp an toàn hơn. Phải nói là cái thiết kế vuông vức của Land Cruiser ở thế hệ mới 2023 như thế này sẽ giúp cho xe trông khỏe khoắn, bề thế, sang trọng hơn. Vậy nội thất ở bên trong Land Cruiser sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ vào bên trong xe ngay bây giờ. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của chiếc Toyota Land Cruiser LC300 thế hệ mới nhất hiện nay. Và đây là chính là một chiếc nội thất màu đen nhé. Ở những clip khác thì Văn Hội đã review một chiếc màu kem rồi. Vậy màu đen thì anh chị nhìn thấy là tông từ trên cái trần này xuống dưới các phần này, vô lăng này, hoặc là xuống dưới, nó sẽ liền khối luôn. Màu đen cực kỳ nổi bật và sang trọng. Chúng ta sẽ thấy gì nào? Đầu tiên là ở phần tappi đi ạ. Land Cruiser ở thế hệ mới trang bị hệ thống nhớ ghế lên đến 3 vị trí. Chúng ta có thể nhớ ghế theo từng vị trí của chúng ta. Để sử dụng cái nhớ ghế vị trí này thì lần đầu tiên mà anh chị mua xe, chúng ta sẽ nhớ là lùi hết ghế. Chúng ta nhớ lùi hết ghế về đằng sau, cũng như ngả hết ra đằng sau thì chúng ta mới set up được nhá. Cái này một chi tiết nhỏ trong phần hướng dẫn sử dụng thôi ạ. Thứ hai ạ, hệ thống cụp gương tự động, hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương, hay như hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang. Ngoài ra thì bốn kính của xe trang bị là auto một chạm. Với những cái đường vân gỗ như thế này, tappi màu đen, có đèn khi mở cửa cảnh báo rất sang trọng. Cái tappi to bản nhá. Dần sang bên hộc bên trái, chúng ta có những gì nào? Chúng ta cũng điều khiển ngay phần cốp điện, hay hệ thống đèn HAD tự động dương pha khi không có xe đối diện, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hệ thống cảnh báo phanh tự động khi mà có chướng ngại vật ở phía sau. Ngoài ra chúng ta có nắp giật lẫy bình xăng hay nắp cabo và hệ thống chỉnh vô lăng điện lên đến 4 hướng. Rất tuyệt vời luôn. Phần ghế, xe trang bị ghế chỉnh điện lên đến 10 hướng, chỉnh cho cả ghế bên phụ
và có hẳn phần bơm tựa lưng. Và chưa hết đâu ạ, cả hai ghế trước thì đều được trang bị là có massage ghế, thổi khí lạnh hoặc khí nóng tùy vào mùa đông hay mùa hè mà anh chị sử dụng xe. Còn bên trong nội thất xe sẽ chi tiết là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Trước khi mà đi chi tiết thì chúng ta có nói thêm cái điều đầu tiên mà ít anh chị có để ý, đó chính là gì ạ? Hệ thống kính của Land Cruiser sẽ là kính cách âm hai lớp nhá. Đây, máy quay sẽ quay vào đây và nhìn cái cạnh này, ít người có thể để ý được. Đây, hai lớp kính đấy ạ. Anh chị thấy rãnh giữa đây không ạ? Hai lớp kính, vậy là kính cách âm rất tốt luôn anh chị nhá. Rất tuyệt vời đó. Một cái điều ngồi lên xe Land Cruiser thì cực kỳ là yên tĩnh luôn. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện chi tiết nhất của chiếc Toyota Land Cruiser LC300 thế hệ mới nhất 2023. Có thể thấy được cái điều đầu tiên đó chính là gì ạ? Đó chính là cái chiếc chìa khóa đây ạ. Anh chị có thể nhìn thấy ngay ạ. Chìa khóa của xe thì với 3 nút bấm, đó chính là nút khóa cửa, nút mở cửa và nút mở cốp, logo và Land Cruiser LC300. Tiếp đến nào, chúng ta có gì tổng quan ở phần này thì vô lăng sẽ là những cái phần vân gỗ. Bên trái chúng ta có điều khiển volume trên vô lăng. Cùng với đó, điều khiển giọng nói, hai nút trở về, thoại rảnh tay. Bên phải chúng ta có hệ thống cruise control, DRCC, phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hai mode FM và chuyển kênh và nút cancel. Hệ thống đèn full LED tự động, hai gạt mưa tự động cả trước sau. Thì bảng đồng hồ trung tâm ở phía trên này lên đến 7 inch hiển thị đa thông tin với rất nhiều cái thông báo, cảnh báo phụ trợ khác nhau, từ cảm biến áp suất lốp hay audio điều khiển dẫn đường các hành trình khác nhau, giúp cho chúng ta là hiển thị linh hoạt và điều khiển được cả hệ thống cảnh báo lệch làn đường, tiền va chạm hay là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Hấp kính chúng ta sẽ đều bật hết on lên, rất tuyệt vời đúng không ạ? Áp suất lốp. Rồi chúng ta có gì ở đây nữa nào? Sẽ quay lùi ra để sang bên phải, chúng ta có màn hình giải trí lên đến 12 inch. Ở màn hình giải trí này thì chúng ta sẽ có thêm, đó chính là điều khiển được điều hòa hay như dẫn đường, bản đồ, có cảnh báo tốc độ luôn, đầy đủ luôn anh chị nhá. Dần xuống dưới, bên này chúng ta có một chiếc nút bấm start stop. Chúng ta vẫn có hệ thống âm thanh CD. Điều hòa 4 vùng độc lập thì chúng ta có còn cả sấy ghế, cả bên người lái và bên người phụ. Rất mát và dễ chịu luôn. Điều hòa 4 vùng độc lập và thế hệ mới sẽ có ion âm. Xuống dưới chúng ta có 3 chế độ lái. Đó là chính là chế độ Sport, Normal cũng như là Eco. 3 chế độ lái khác nhau. Hệ thống đi những đường gồ ghề hay DAC, đổ đèo, rất tuyệt vời. Chúng ta có hệ thống gài cầu H4, Put Low 4, khóa V-Side hoặc là hệ thống USB, cổng tai C, phanh tay điện tử, Auto Hold, hệ thống sạc không dây. Phải nói là quá tuyệt vời rồi. Dần lên trên thì chúng ta có gương điện tự động chống chói, hệ thống Toyota Citizen hay như hệ thống cửa sổ trời, đèn cửa trần, hộp để kính râm hay cửa sổ trời phía trên. Hộp lạnh, xe trang bị thêm đó chính là cái phần hộp lạnh, mở được cả từ hai bên luôn. Hộp số tự động của xe thì lên đến 10 cấp. Ghế chỉnh điện 10 hướng, hộp số tự động 10 cấp. Đây là tổng quan chi tiết nội thất bên trong, vô lăng chỉnh điện. Chúng ta còn có thêm công tắc của hệ thống camera 360 độ, hệ thống cam 360 độ. Tuyệt vời đúng không ạ? Auto chip, khóa V-Side cầu trước, khóa V-Side cầu sau. Rất tuyệt vời luôn. Đây, khóa V-Side cầu trước, khóa V-Side cầu sau đây. Để chúng ta phù hợp với từng cung đường địa hình. Đó chính là tổng quan chi tiết nội thất màu đen của chiếc Land Cruiser LC300 thế hệ mới nhất hiện nay. Còn bây giờ nào, chúng ta sẽ ngồi hàng ghế thứ hai để thấy sự rộng rãi. Xin mời anh chị. Bảo hành thì lên đến 5 năm. Mua Land Cruiser bảo hành 5 năm anh chị ạ, hoặc 150.000 km, rất tuyệt vời. Hay chúng ta còn có sách hướng dẫn sử dụng được dịch sang tiếng Việt, dịch cho bản toàn cầu, rất tuyệt vời. Và sách hướng dẫn khi chúng ta sử dụng cái màn hình giải trí lên đến 12,3 inch, rất nhiều trải nghiệm thú vị.
Ở phần sau này thì nói thật xe của chủ tịch như này ngồi nó rất dễ chịu rồi. Cửa gió từ trên này, điều hòa tự động ở phía sau này, hoặc là cửa sổ trời này. Thì tapi nào, anh máy quay sẽ tiến gần hơn. Tapi phía sau thì tay nắm cửa được sơn mạ chrome nhá, màu nhũ này, rất sang. Loa sử dụng là loa JBL. Ốp vân gỗ ở phần tay tựa tay. Và kính sau vẫn sẽ auto một chạm. Kính tối màu, chưa cần dán phim nữa. Hộc để đồ cũng như cảnh báo mở cửa. Chúng ta có bệ lên xuống này cũng đã được tích hợp luôn cái phần chống trầy luôn này. Rất sang. Khoảng để chân rộng hay tựa lưng ở phía sau thì đều có khay. Ghế của chúng ta cho cái khả năng ngồi rất dễ chịu luôn. Điều hòa này, máy quay sẽ quay tiến gần hơn để chúng ta thấy thêm. Đó chính là gì ạ? Đó chính là hệ thống điều hòa của chúng ta. Sẽ trang bị là hệ thống điều hòa tự động. Vậy điều hòa tự động này sẽ trang bị như thế nào đây ạ? Đó, chúng ta sẽ có 4 vùng độc lập và có ion âm. Tự động luôn anh chị nhá. 2 cổng sạc nhanh Type-C ở phía sau. Rất tuyệt vời luôn. Hàng ghế thứ 3 thì sao nào? Hàng ghế thứ 3 đây ạ. Hàng ghế thứ 3 thì nãy Văn Hội đã vừa cho cúp xuống rồi đúng không ạ? Rất rộng, ngồi rất thoải mái và dễ chịu luôn. Rất tuyệt vời. Ok. Đó, đây, chúng ta sẽ quay sang để nhìn lên này. Ghế sẽ điều khiển được luôn anh chị nhá. Hàng ghế thứ 3 chúng ta điều khiển ngồi này. Ở đằng trước mà còn điều khiển được ấy ạ. Đấy, Văn Hội ví dụ cho anh chị để thấy được là như vậy. Đó chính là cái sự tuyệt vời khi mà chúng ta điều khiển được cái hàng ghế như thế này. Chính là cái sự tuyệt vời. Và Văn Hội rất thích cái cửa gió điều hòa đây này. Ngồi ngay đây mà vẫn thấy này. Trần thì cao, đèn đọc bản đồ thì sáng. Rất dễ chịu luôn. Vừa rồi đó chính là review đánh giá cực kỳ là chi tiết chiếc Toyota Land Cruiser thế hệ mới nhất hiện nay, phiên bản nâng cấp với rất nhiều cải tiến. Land Cruiser mức giá niết 4 tỷ 286 triệu đồng. Tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền, Văn Hội cũng đã chia sẻ ở một cái clip là giá lăn bánh của Land Cruiser rồi. Chỉ từ hơn 4,7 tỷ đến hơn 4,8 tỷ đồng, tùy từng tỉnh, thành phố. Và lô xe mới của chúng tôi đang sẵn hàng đủ màu để giao ngay. Chúng tôi giao cả trả thẳng, trả góp, giao online, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Để nhận chương trình báo giá, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi sẽ giao chiếc xe Land Cruiser về tận cổng nhà anh chị luôn ạ. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá review nào. Kính chúc quý anh chị càng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!